Salon ô tô số 1 Uông Bí mới về thêm chiếc Land Cruiser Prado anh em này. Xe dành cho chủ tịch. Cực đẹp màu đen. Đấy, anh em quan tâm đến Prado thì liên hệ trực tiếp với Đức Trung. Số điện thoại 0965 951 955. Xe phải nói là siêu ngon anh em nhé. Quay sơ bộ tí thôi. Số tự động 2 cầu. Ngoài ra thì bên Đức Trung còn rất nhiều các cái mẫu xe bán tải, có cả xe 7 chỗ giá rất rẻ. Máy gầm đại chất. Anh em quan tâm đến cái mẫu xe nào thì cứ liên hệ để Đức Trung tư vấn nhé. Bên mình thì có làm trả góp toàn quốc nên là anh em muốn mua trả góp thì cứ liên hệ để cung cấp thông tin thì bên Đức Trung sẽ check ngân hàng. Đây toàn xe của chủ tịch với lại tổng giám đốc thôi anh em ạ. Toàn xe đẹp đời cao thôi. Rất có khả năng qua rằm tháng 7 này là xe lại tăng giá anh em ạ. Hầu hết các cái gara rồi là một số anh em bây giờ đang om hàng. Giá khá là cao không nhập được đâu. Các cái thủ tục về sang tên rồi là rút hồ sơ nó bắt đầu là nó thông thoáng rồi. Đấy khả năng cao là xe sẽ lên giá sau rằm tháng 7 anh em ạ. Bây giờ thợ mua giá vào cũng rất là cứng luôn. Thế thì nhà em cũng làm thêm các cái dòng xe khác nữa anh em nhé. Thế như những cái dòng xe này mà anh em đi sửa chữa công trình công trường, đi chở thợ thuyền này, đồ đạc này, mua những cái con này nó vừa rẻ tiền mà nó lành xe. Đấy, chỉ có 80 triệu thôi. 80 triệu là anh em đã sở hữu những cái mẫu xe 7 chỗ không liên hạn sử dụng anh em ạ. Con này nếu như mà anh em mà thiện chí thì vẫn còn bớt được nhiều đấy. Này cứ gập ghế lên như này là chở đồ rộng mênh mông. Hai dàn điều hòa anh em nhé. Xe của Nhật nữa, không có mục mọt gì. Máy gầm chất, lốp mới cả dàn. 80 triệu anh em ạ. Mazda BT số sàn 2 cầu này anh em này. Xe đẹp xuất sắc. Cảm biến lùi. Lắp thùng thấp. Lốp mới. Sắt xì gầm bệ siêu đẹp. Quay chút phần gầm cho anh em xem. Con này trả góp thoải mái anh em ạ. Anh em vay được tầm khoảng 70%. Giá 428 triệu. Anh em vay được tầm cỡ khoảng độ 250. Có loanh quanh cái tầm tiền 200 triệu là anh em, dưới 200 triệu là anh em đã sở hữu cái mẫu bán tải Mazda BT 2018 này rồi anh em nhé. Còn 2015 màu xanh này thì nó vay được thời gian nó ngắn hơn, nó vay chỉ được 25 thôi. Giá xe này nó chỉ có 380 thì anh em cũng chỉ cần có 180 thôi, vay 200 giả trong 25.
lãi nó sẽ giảm dần theo gốc. Xe nội gầm nó đẹp lắm, lốp sơ cua này chưa có hạ, gầm còn nguyên tem mát, sơn zin đây anh em nhé. 380 triệu, có số tự động, lốp mới cả giang, la răng phay, điều hòa tự động, gạt mưa tự động. Đấy, có xi nhan gương, gương cụp xòe. Đây, những cái mẫu xe Mazda này của nó đẹp, ta lông còn rất là mới, dài ngoài. Và chiếc Colorado này thì nó chỉ hơi ồn một chút thôi, nhưng còn form của nó cực đẹp. 2018 bản cao cấp anh em nhé, bản LTZ này, cảm biến trước sau, cảnh báo lệch làn, có xi nhan gương này, lốp đẹp, nghe là răng phay, phanh đĩa cùng phanh còn sáng trưng, hệ thống treo sắt xi gầm bệ đẹp, hơn 400 triệu. Chỉ hơn 400 triệu là anh em đã sở hữu được những cái mẫu xe phải nói là hai cầu số tự động. Cơ hội để anh em sở hữu những cái xe đẹp mà giá nó hợp lý anh em nhé. Thế còn đương nhiên là Ford thì cái cảm giác lái rồi cái độ ồn rồi là mọi thứ thì là nó mang cái tính chất nó thời trang và thương hiệu mạnh. Ví dụ như con Hilux này chẳng hạn, Hilux này cái thương hiệu nó quá mạnh cho nên là giá nó cao. 2020 640 anh em ạ. 640 là cái sở hữu cái em Hilux này anh em nhé. Chạy sướng hơn cả Santa Fe. À xin lỗi, Fortuner. Fortuner khung gầm máy móc này nó giống nhau, nhưng mà Hilux này thì nó khác ở một chỗ là nó 5 chỗ thôi. Fortuner máy dầu thì nó 7 chỗ. Fortuner Sportivo này. Cái đợt này nhà em này có khá nhiều xe 7 chỗ anh em nhé. Có con Sportivo TRD này, 545 triệu. Rồi là có Parado, Land Cruiser Parado màu đen 2010, đăng ký 2011. Xe zin đẹp nguyên bản, giá của nó cũng khoảng hơn 800. Giá dự kiến là hơn 800. Nhưng có Santa Fe. Rẻ nhất là cái xe 7 chỗ Mitsubishi Jolly 80. Con này là 545 triệu. Con Santa Fe thì cũng thế, 545 triệu. Thế và có một con Fortuner Sportivo đấy. Xe quá chất anh em ạ. Đây Santa Fe đây anh em nhé, 2010 cái bản cao cấp nhất, số tự động, 7 chỗ bản SLX. Con này nó thuộc về cái dòng đam mê, dầu ăn như ngửi luôn, 6 lít trên 100 cây. Xe đẹp xuất sắc, không lỗi nhỏ. Đây là chiếc Wincheck 2015 form mới, form 2016, 535 triệu. XLS 2021 580 triệu. Wincheck V-Turbo 2021, số tự động 2 cầu anh em nhé. Nhập Thái nguyên chiếc 750. Tất cả các cái xe ở đây là đều trả góp được. Con này XLS 2020 560. Kia Morning rồi là Accent. Đây là Santa Fe máy dầu anh em nhé. Toàn xe đẹp thôi. Anh em chốt xe sớm thì nhận ưu đãi sớm. Làm ngân hàng thủ tục bây giờ nó cũng khá là nhanh, lãi suất hợp lý. Phí viết nó cũng nhẹ nhàng thôi.
rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở các cái video lần sau.